Anh thấy hai bạn xinh mà. Bỏ khẩu trang một tí nhá. Đây, không có ai đâu. Bỏ một tí thôi, năn nỉ đấy, bỏ khẩu trang một tí thôi. Thế xong em lại đeo vào luôn. Đấy. Đâu, em nhìn lên đây nào. Đây nha các bạn nhá. Bạn gái cực là xinh luôn. Một nét đẹp tự nhiên của người đồng bào H'mông các bạn ạ. Em gái nào. Đấy, xong em bỏ một tí thôi, xong lại đeo vào. Đây, tuyệt vời chưa các bạn. Một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng trời. Mà người đồng bào ở trên này họ là có một cái nét đẹp tự nhiên đấy. Thì mình không biết phải nói như thế nào nữa. Chỉ biết gọi một câu là hết nước chấm. Thôi em đeo vào đi. Bởi vì là nó đông người thế này thì cũng nên đeo khẩu trang vào cho tránh tình hình dịch bệnh. Đúng không? Đúng. Hôm nay thì Sơn đang có mặt ở phiên chợ tình Phong Lưu các bạn ạ. Chợ tình còn gọi là chợ tình Khâu Vai ấy. Thì ở đây ngày hôm nay thì người ta tổ chức chính cái buổi sáng và nói chung là cả ngày hôm nay. Còn buổi tối thì mọi người sẽ kiểu như tổ chức văn nghệ các thứ ở trên khu hội trường sân khấu chính ở bên trên kia. Nhưng ban ngày thì mọi người đang kiểu như ở dưới này đi chợ mọi thứ. Các kiểu ở dưới này thì nó nói chung là cũng rất là đông vui nhộn nhịp. Thế nhưng mà bây giờ thì nó buổi trưa rồi, nhưng mà anh em mình đến đây nó cũng hơi muộn một xíu, thì chắc là mình sẽ đi để cố gắng để ghi lại những cái hình ảnh ở trên đây có những cái gì hay về cái nét văn hóa của người đồng bào ở trên khu chợ tình này như thế nào, thì mình sẽ cố gắng để ghi hết lại những cái hình ảnh để truyền tải đến kênh cho các bạn xem nhá. Đấy, có sai bản thì ga lăng rồi đấy. Tặng hết đi em ơi. Buổi em này xinh thế. Em ơi. Những ngày chợ phiên bình thường thì ở những cái dãy, cái khu vực này thì người dân đồng bào để họ bán chủ yếu là mặt hàng về rau củ quả các bạn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay là thuộc ngày chợ tình thì cho nên là những cái mặt hàng về kiểu như là thiết yếu về thực phẩm các thứ thì nó không có, mà chủ yếu là ở đây là người ta bán về những cái mặt hàng kiểu như là lưu niệm ấy các bạn. Ngày hôm nay thì cũng khá là đông các bạn trẻ, thanh niên nam nữ đi chơi cái hội chợ tình này. Chủ yếu là các bạn trẻ thôi. Các bạn ơi, mình đi đến khu vực trong này thì ngày chợ phiên bình thường thì trong này người ta chủ yếu là bán những cái hàng thực phẩm như là thịt lợn các thứ ấy. Nhưng mà cái buổi chợ tình ngày hôm nay thì ở đây thì người ta không bán những hàng thực phẩm đấy nữa. Và khi đến đây thì mình bắt gặp mấy ông cũng là người địa phương, dân địa phương ấy, người đồng bào đây á, thì mình thấy là mỗi ông là có một cái khèn này rất hay. Bây giờ thì mình sẽ bảo các ông ấy thổi một bản nhạc của người đồng bào để cho mọi người nghe nhá. Ông thổi đi. Bắt đầu nhá. Vâng, ông thổi đi, ông thổi đi.
vừa thổi này là nó có tên gọi là gì? Có tên là bơ đỏ xanh. À có nghĩa là cái bản này là mình thường thổi vào những ngày lễ hả? Ờ. Những ngày lễ của người Mông à? Ờ. Dây tỏ chơi ngày Mông. À. Tả thừa là bình thường. Rồi. Thế là thế tối nay thì các ông có lên trên kia để tham gia văn nghệ không? Có. À cũng có, cũng thổi cái này luôn. Ờ. Thế à, thử ở đây, ngày mai tối nay nó lên trên. À có nghĩa tối nay là các ông cũng lên để thổi cái này và tham gia văn nghệ. Ờ. Vâng, thì có gì lại hẹn gặp lại các ông vào buổi tối nay nhá. Vâng. Rồi cảm ơn ông rất là nhiều, bắt tay vâng. Ông cái nào. Ờ. Vâng. Xin nhờ nhá. Dạ vâng. Anh em với nhau nhá. À mình và bắt đầu lại những cái âm thanh của những tiếng kèn của người Mông em ạ. Thì đấy có hai ông cũng thổi những tiếng kèn rất là hay. Và chắc là tối nay thì mọi người cũng tham gia những cái chương trình văn nghệ ở trên khu trung tâm tổ chức cái lễ hội Chợ Tình ấy các bạn. Ở trên khu vai đấy. Thì chắc là tối nay thì mình sẽ ghi thêm những cái hình ảnh ở trên đấy. Rồi cảm ơn hai ông nhá. Rồi các ông ngồi uống rượu đi nhá. Khi nghe được những cái tiếng kèn của hai ông người đồng bào Mông các bạn ạ. Thì bây giờ thì Sơn lại đi ra bên ngoài. Bên ngoài khu ngoài đường chính này để ghi lại những cái hình ảnh các bạn thanh niên nam nữ, các bạn trẻ đang đi chơi phiên chợ ở đây. Khá là đông. Phiên chợ ngày hôm nay thì đông hơn những cái chợ phiên bình thường. Đông hơn rất là nhiều các bạn. Thanh niên đang đi chơi chợ này, đang chơi trò chơi là phi bóng này các bạn này. Đấy. Trông thì có vẻ là rất là dễ thôi nhưng mà cũng khá là khó đấy các bạn nhé. À, bạn kia thấy phi rất là chuẩn. À, phi bóng nhận gấu này các bạn này. Phần thưởng sẽ là con gấu này. Bạn này phi có vẻ kém à? Bạn này phi có vẻ kém này. Ở trên này nó có những cái món xôi nó cũng khá là đặc biệt. Nhưng mà xôi này chỉ là xôi hai màu thôi các bạn nhé. Chứ không phải là xôi bảy màu. Mình thấy thì rất là thơm. Bởi vì đây là người ta nấu bằng kiểu lếp lương ấy các bạn. Thì cái món xôi này nó khá là thú vị. Ngon. Cái này thì ăn kèm với cả ruốc này các bạn này. Có thể ăn kèm với ruốc và muối lạc. Đấy, và hành khô cũng như là các món xôi thông thường ấy. Thì nhưng mà nó cái đặc biệt là người trên này người ta nấu bằng lếp lương ấy thì nó rất là ngon. Khi Sơn đi lên đến khu vực trên này thì bây giờ là buổi trưa thì Sơn có bắt gặp một đôi bạn trẻ. Theo đôi bạn trẻ này thì mình cũng vừa hỏi là hai bạn ấy cũng đi chơi cái phiên chợ tình đấy. Anh chào hai bạn nhá. Hai em là cũng đang yêu nhau thôi đúng không? Thế là bạn trai là sinh năm bao nhiêu? À 2K, thế còn bạn gái? Em 23. À 2K3 à? Vâng. Ờ hai người thế là cũng có vẻ hợp tuổi đấy nhỉ. Thế nhà các em có ở gần đây không? Nhà em ở đúng gần đây. À cũng gần đây thôi đúng không? Thế là đi chơi chợ tình này từ sáng à hay là mới đi thôi? Em mới đi thôi à? Thế thì buổi tối ở đây thì có đi có nghĩa là mình có đi tâm sự hay là gì đó không? Chắc không á. Thế nhưng mà sau cái buổi chợ tình này thì về chắc là hai người có thể là dẫn đến hôn nhân không? Cưới không? Chắc không. Chưa chạy. Thông thường thì anh thấy là mọi người là cứ sau những cái buổi chợ tình này thì về cũng rất là nhiều những đôi tiến đến là gọi là cưới ấy, đúng không? Đúng. Ờ. Nhưng mà em nghĩ là chắc chưa chạy. À thế à. Thế anh bây giờ anh hỏi riêng bạn gái một chút nhá. Thế em yêu bạn trai của mình được thời gian lâu chưa? Hả? À, sao? Có gì đâu mà ngại. Có nghĩa là hai người yêu nhau lâu chưa? Anh thấy là hai người cũng khá là đẹp đôi ấy. Trăng mưa liền. Hả? Chụp bắt thả liền. Em nói to hơn một xíu nào. Yêu nhau được mấy năm rồi? Hai người yêu nhau được mấy năm rồi? Đâu như hai cháu. Được 15 rồi. Hay là bạn gái là có nói được tiếng Kinh, nói hết được tiếng Kinh không? À thế à.
Bạn gái này thì có vẻ là bạn ấy hơi ngại các bạn ạ. Thì chắc là thôi mình cũng sẽ ghi hình đôi bạn trẻ này một chút như thế thôi. Còn bạn trai thì có vẻ là rất là hot girl. Bạn nhìn có vẻ là rất là mạnh mẽ luôn. Nhưng bạn gái thì có vẻ hơi ngại một chút. Thôi, anh cảm ơn hai em nhá. Đã ghi được hình ảnh của các em trong cái buổi chợ tình khâu vai này. Cảm ơn các em nhiều. Chúc cho hai em sẽ sớm dẫn đến tiến đến hôn nhân nhá. Và sẽ có con đàn trâu đống. Rồi, cảm ơn hai em. Tại bây giờ là Sơn đang có mặt ở một cái gian hàng của các bạn người đồng bào, người ta bán về những cái tiêu và cái sáo các bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho anh hỏi một xíu nhỉ, em tên là gì? Tên là Tú. Em Tú à? Em Tú là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh 2008. À, 2K8. Ôi, mọi người xem này, một bạn sinh năm 2K8 mà năm nay cũng rất là trẻ tuổi. Và bạn ấy thổi một bản nhạc cực là hay luôn. Đúng là người đồng bào có rất là nhiều những cái nét văn hóa, những cái nét văn hóa đặc sắc và truyền thống từ thời cha ông để lại các bạn. Thì cái gian hàng này là hôm nay là của em bán đúng không? Đúng rồi ạ. Thì em bán về những cái tiêu sáo các thứ đây à? Đúng rồi anh ạ. Thì cái này thì bán bình quân là bằng bao nhiêu tiền một cây em? 200 gì đấy. 200 đến 300 rưỡi đấy. Tầm 200 đến 300 rưỡi một cây đúng không? Cái này là nhà mình là tự làm luôn đấy à? Tự làm ạ. À rồi, ok. Thế em có biết thổi nhiều bản nhạc không? Em biết. Em biết thổi mấy bản? Em có thể là thổi qua một bản nào nữa để cho mọi khán giả, mọi người được chiêm ngưỡng, được lắng nghe cái ca khúc của em thổi trên cây tiêu, cây sáo này được không? Cái bản em vừa thổi vừa nãy thì anh nghe thấy rất là hay rồi. Đấy. Thank you.
rất hay, tuyệt vời quá các bạn ạ. Thực sự là một bản nhạc rất là hay. Cái bản em vừa thổi là có bài tên là gì nhỉ? Người Mía Ơi Đào. À, ok, cảm ơn em nhá. Một bạn trẻ, rất là trẻ tuổi thôi, nhưng mà bạn ấy thổi những tiếng tiều, tiếng nghe tuyệt vời luôn ấy mọi người. Bây giờ thì để mình xem nào, có khi mình sẽ lựa chọn được một cây và cũng mua về tập thổi đấy các bạn ạ. Mình sẽ lựa chọn cái cây nào dễ thổi em nhỉ? Cây nào dễ thổi? Dễ thổi một xíu ấy. Để anh cũng, thực ra anh cũng rất là đam mê về những cái loại này. Em lựa chọn anh một cây. Đấy chị, đấy em thử thổi qua cái xem nào. Đúng nhỉ. Cái nào nó dễ thổi ấy. Cái này. Cái này là chỉ ngậm vào đây là thổi thôi đúng không? Đúng rồi. Ngậm vào đây thổi thì là lốt thì nó vẫn có 6 lốt à? Có phải bịt lốt nào nữa không? Đậu khi mà thổi thì các bản đây. Cái này thì nó thổi về các bản gì? Bản bịt việc. À, bịt 7 lốt đúng không? Đúng rồi. Cây này thì em đang bán bao nhiêu tiền? 200.000. 200.000 à? Vâng. Ok, thì bây giờ anh sẽ mua một cây này cho em nhá. Vâng ạ. À, bây giờ mình sẽ mua một cây này gọi là cây tiêu à? Sáu mèo. Sáu mèo, sáu mèo nhá. Đúng rồi. Cái này thổi nó có tốn hơi nào không? Nó tùy mình, lúc mà mình biết rồi thì cũng gọi là bình thường, còn chưa biết thì cũng, cũng hơi khó đấy. Ok, bây giờ mình sẽ mua một cái sáu mèo sáu mông cho bạn này các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ thì Sơn lại đang bắt gặp được hai em gái rất là xinh, nhà thì cũng gần đây thôi. Hai em đang đi kiểu như là đi tham gia cái phiên chợ tình này. Thì ôi em ơi, chỗ này mát, mình đứng lại nói chuyện một tí được không? Bỏ khẩu trang một tí được không? Bỏ khẩu trang nhìn. Theo như mình quan sát thấy thì hai bạn gái rất là xinh mọi người ạ. Bạn gái rất là xinh. Em là gái, là em là 2K mấy nhỉ? Em là 2K7 ạ. 2K7 á? Thế vâng. Còn bạn này 2K mấy? 2K6 ạ. 2K6. Vâng. Thế lấy chồng chưa? Chưa. Chưa? Thế anh còn đi học hay nghỉ rồi? Nghỉ học rồi á? Vâng. Bỏ khẩu trang một tí đi. Anh chỉ bỏ một cái thôi. Em bỏ một bên thôi, xong rồi lại đeo vào bình thường. Để cho khán giả được chiêm ngưỡng cái nét đẹp của người đồng bào Hơ Mông. Mọi người vùng cao. Em là người Mông đúng không? Vâng ạ. Người Mông, Mông trắng à? Vâng ạ. Người Mông trắng đúng không? Vâng. Đây, bỏ một xíu này, đấy. Bỏ nhẹ. Không sao đâu, bỏ xong em lại đeo lên. Ngại. Có gì đâu mà ngại em. Có gì đâu mà ngại. Mình quan sát thấy thì hai bạn ấy có vẻ là rất là xinh nhưng mà lại hơi ngại. Đang năn nỉ hai bạn ấy bỏ khẩu trang ra một tí. Ở nhà các em là cũng ở gần đây thôi đúng không? Vâng ạ. Thế là cách đây khoảng 2 cây rồi à? Nhà cách đây khoảng 2 cây số rồi à? Vâng. Thế là có phải chị em không hay là bạn bè? Bạn bè thôi ạ. Bạn bè thôi á? Vâng. Thế đi chơi chợ này từ sáng à? Vâng ạ. Thế không mua được đồ gì làm kỷ niệm à? Dạ không ạ. Thế á? Mình vâng. Chỉ đi chơi thôi. Vâng. Đi chơi thế có người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu á? Vâng ạ. Thế thì tối nay mình phải đi bắt người yêu thôi. Tối nay chắc không rảnh ạ. Tối nay không rảnh đâu á? Vâng ạ. Thế nhưng mà bây giờ cả năm mới có một ngày hội vui như thế này thì mình tối mình đi tham gia ra để xem văn nghệ với mọi thứ. Rồi xem có anh nào thì yêu thôi chứ. Anh thấy hai bạn xinh mà. Bỏ khẩu trang một tí nhá. Đây, không có ai đâu. Bỏ một tí thôi, năn nỉ đấy, bỏ khẩu trang một tí thôi. Xong em lại đeo vào luôn. Đấy. Đâu em nhìn lên đây nào. Đây nha các bạn nha. Bạn gái cực là xinh luôn. Một nét đẹp tự nhiên của người đồng bào Hơ Mông các bạn ạ. Em gái nào. Đấy xong em bỏ một tí thôi xong lại đeo vào. Đây. Tuyệt vời chưa các bạn. Một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng trời. Mà người đồng bào ở trên này họ là có một cái nét đẹp tự nhiên đấy. Thì mình không biết phải nói như thế nào nữa. Chỉ biết gọi một câu là hết nước chấm. Thôi em đeo vào đi bởi vì là nó đông người thế này thì cũng nên đeo khẩu trang vào cho tránh tình hình dịch bệnh đúng không? Đúng. Nhưng mà tối nay thì cố gắng là đi tham gia lễ hội với cả đi chơi lên tham gia văn nghệ các thứ chứ. Có đi không? Chắc tối nay không rảnh.
không giải nhá. Vâng. Thế hôm qua đã đi tham gia chưa? Chưa. Hôm chưa. Nay... Hôm qua cũng chưa đi à? Vâng ạ. Thế bây giờ chưa có người yêu mà mình đi chơi chợ tình này không có người yêu thì có buồn lắm. Đi chơi chợ tình này phải có người yêu chứ. Nếu chưa có người yêu thì tối mình đi tham gia đi văn nghệ đi để tìm người yêu thôi. Xem có anh nào bắt thì có đồng ý cho người ta bắt không? Không. Không á? À? Phải yêu mới cho bắt đúng không? Vâng. Còn không yêu thì không cho bắt đúng không? Vâng. Thế thôi, bây giờ hai em đang đi về đúng không? Vâng ạ. Rồi anh cảm ơn hai em rất nhiều nhá. Vâng. Bye bye, chào hai em. Ui giời, bà áo trang đi nhé. Vâng ạ. Thế là còn làm gì đúng không? Nhìn đường đi cô Phong Lưu, Hồ Vai, xã Hồ Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh.